Trong đêm qua và rạng sáng nay, cường độ bão Trà My đã nâng lên cấp 9 và cấp 11 trên vùng biển phía đông của Philippines. Hiện bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi vào Biển Đông, bão số 6 sẽ tiếp tục tăng cấp. Lúc 7 giờ sáng nay, 23 tháng 10, bão Trà My ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 và cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Trà My tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, cường độ có khả năng mạnh thêm và đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines. Dự báo đến sáng ngày 25 tháng 10, bão Trà My đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay với sức gió mạnh cấp 10 và cấp 12. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi bão Trà My đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 12 và cấp 15 và tiếp tục hướng về các tỉnh Trung Bộ. Nhận định xa hơn, khoảng ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Trà My. Do ảnh hưởng của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ sáng ngày 24 tháng 10, tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11 và cấp 14, biển động dữ dội.